Xin chào đến cô chú anh chị. Hiện tại là mình đang có mặt ở gần bệnh viện Ung Bú. Mình hôm nay cùng có đồng hành cùng với lại cô Hương và vợ chồng của chú Vân ở bên Úc, bên Melbourne, có hôm nay về nước đó, rồi liên hệ với trên kênh để mà thăm mấy cháu nhỏ. Thì mình cũng có nhờ chị Bình và cũng như là gia đình của cô Hương, chú Vân á, thì hỗ trợ cũng như là tặng quà đến cho mấy cháu là 25 phần quà. Thì hiện tại là cũng đông đủ các cháu ở đây. Nhưng mà trước mắt là cho con với lại mọi người cảm ơn đến tấm lòng của cô chú Vân với lại là cô Hương. Dạ, rất là nhiều. Thì cho con hỏi chú Vân chút xíu đi ha. Dạ. Là chú theo dõi ở trên kênh của tụi con á, cũng như là những cái trường hợp của mấy cháu ung thư này, là chú cảm nhận như thế nào chú Vân? Chú hoàn cảnh chú cũng là ung thư, cho nên chú rất thương các cháu. Dạ. Cho nên chú có điều kiện thì chú phải giúp các cháu. Bây giờ hoàn cảnh của chú cũng đã ung thư hết rồi. Dạ. Trong kỳ này mà về Việt Nam đó thì chú có những cái kế hoạch gì ngoài việc mà thăm mấy cháu nhỏ này cũng cho mấy cháu ở đây là những bên chạy thận, bệnh viện Chợ Rẫy thì cũng nhiều nơi chú muốn giúp một phần ít của mình cho các cháu vậy thôi. Hiện tại là bây giờ sức khỏe của chú như thế nào? Rất bình thường, chú đã bị nay là hơn gần 20 năm rồi. Hết rồi. Lâu lắm rồi, cũng là bị ung thư đây. Con cảm ơn cô chú rất là nhiều nha. Chúc cho cô chú được nhiều sức khỏe để tiếp tục cái công việc thiện nguyện. Cho con hỏi cô Hương luôn nha. Cô Hương thì cũng có liên hệ qua điện thoại cũng nhiều lần. Cô Hương cũng có ủng hộ lập xưởng cho cô Phút đó mọi người. Gặp trực tiếp cô ngày hôm nay. Cô Hương gặp tụi con với lại đây là cô Hương rất vui khi giúp được mấy bé là có hoàn cảnh khó khăn với bệnh hoạn đồ, thì cô Hương rất vui. Cô Hương cảm ơn con để giúp cho cô Hương cho mấy bé. Ủa cô Hương với lại chú Vân là hai chị em ruột. Cô thứ hai, còn thằng thứ ba nó thứ tư. Rồi đây là em dâu của mà nhìn giống như nhìn như cha kêu bằng cô. Đây là thằng trai em út. Cô cho con hỏi chút xíu, cô là quê, cô quê ở đâu? Có dân Sài Gòn luôn. Ở Sài Gòn. Từ nãy do con cũng quan sát thấy cũng như là ít nói mà cũng như là thấy cô quan sát nhiều quá hả? Ai cô ít nói thôi, cô nhìn nhiều. Vậy đó hả? Tại thường là chú nói nhiều hơn. Vậy đó. Dạ. Đợt này lại về là bao lâu rồi cô? Cũng 4 năm rồi đó. Tại về năm 2018, về xong xuôi mắc cánh tay mấy năm dịch nè, dịch bệnh mình không có về, với sẵn má cô cũng mất là năm 2020. Vậy cho nên là không có về được, cái kiện này sẵn công hai ba việc luôn. Con về. Cảm ơn cô chú rất là nhiều nha, bỏ cái thời gian để thăm mấy cháu. Con sẽ nhờ chị Bình ha, đại diện giùm nhà lưu trú rồi sẽ phát quà theo thứ tự với lại mấy cô ở đây, rồi em con cũng nhờ chị Bình đó là cũng chia sẻ kỹ càng về cái bệnh tình và cũng như là cái hoàn cảnh của từng cháu cho mấy cô chú là biết luôn ha. Dạ. Để con nhờ chị Bình. Đây cô chú bệnh hay coi. Cứ mở kênh của con coi, coi đủ kênh hết trơn. Cái kênh thấy cái chú thấy có nhiều khi chú cũng gỡ về chú cho biết đến là muốn làm như thế nào. Dạ. Còn ý kiến. Dạ. Chú thích thì để chú làm. Để con nhờ chị Bình đọc cái danh sách nha cô. Dạ. Ba mẹ và các bé, hôm nay có cô Hương cùng với lại anh chị và em trai ở Dần. Chú Dân và em trai ở bên Úc về thăm các bé đang điều trị bệnh ung thư tại bệnh viện Ung Bú của chúng ta. Thì hôm nay cái phần quà là các cô chú có gửi tặng cho các bé là mỗi bé là 1 triệu. Với một bịch kẹo bánh, với lời nhắn là chúc các con mau khỏe. Các con có vui không nè? Vui. Rồi, vậy thì khi nào mà các con nhận được quà từ cô chú thì các con nói là cảm ơn các cô chú nha. Con khỏi nói bệnh thế nào hết, phát thôi, kêu tên phát thôi. Dạ. Giờ con kêu tên. Rồi để mẹ kêu nha. Bé Đào Thành Đạt, sinh năm 2015. Bé Đạt ơi. Đây. Nè. Bé này là bị máu nha cô. Dạ. Mau hết bệnh nha con. Rồi chúc con mau khỏe. Chúc con về ăn mau khỏe, khỏe mạnh nha. Bé Phan Minh Chiến. Bé Phan Minh Chiến. Bé Chiến này là bị bệnh ung thư não nhưng mà rồi mau hết bệnh về nha con.
cho con một quà đây. Rồi. Bé Nguyễn Quốc Hưng. Nguyễn Quốc Hưng này là bị bệnh bú nguyên bào thần kinh. À. Chào con. Chào con. Mau hết bệnh rồi về nha con. Đưa một tấm nha. Đây, về ăn rồi mau hết bệnh nha. Bé Võ Quỳnh Ngọc Trân. Rồi, bé Trân này là bị u não, ung thư máu à. Mau hết bệnh về nha con. Rồi, dáng như sức khỏe mau hết bệnh nha. Bé Ngô Gia Bảo. Bé Bảo này là bị ung thư máu à. Rồi, mau hết bệnh về nha con. Bé Sine Brown. Rồi, Sine Brown này là bị ung thư hạch ha cô ha. Mau hết bệnh về nha con. Mau hết bệnh về nha con nha. Bé Hồ Thị Tường Vi. Dạ, bé Tường Vi này là bị ung thư mắt. Bé bị mù hai mắt không có thấy đường à. Rồi, mau hết bệnh về nha con. Đây, quà cho con nha, dễ dở nha. Mẹ Vi ơi. Bé Lương Công Đại. Mẹ đâu rồi? Lương Công Đại này bị ung thư thận. Mau hết bệnh về nha con. Chú bé dễ thương không? Cái bé này nó phải mang cái này suốt đời nè cô. Tội nghiệp quá ha. Do cái trái thận của bé bị hoại tử. Hoại tử luôn. Nó không có lọc được. Mẹ đâu, mẹ đâu? Mẹ bé Đại đâu à? Đại ra dẫn con đi cưng. Bé Trương Phạm Hùng. Bé Trương Phạm Hùng này là bị ung thư não. Cô còn nhớ không? Mẹ bị ung thư, con cũng bị ung thư. Giờ mau hết bệnh về nha con. Rồi, bé Trần Nguyễn Thiên Di. Trần Nguyễn Thiên Di. Thiên Di hồi nãy mẹ Tường có thấy nó mà. Bé Tiết Văn Phước. Bé Phước này bị ung thư máu nhưng mà ảnh hưởng bé cũng không có thấy đường à. Mau hết bệnh về nha con. Dạ, con có không hờ đi con. Cảm ơn bà. Rồi, trời ơi giỏi quá. Rồi, chúc con mau khỏe. Giỏi. Bé Phan Ngọc Hoài An. Phan Ngọc Hoài An. Bé này bị ung thư hốc mũi nè cô. Rồi, mau hết bệnh về nha con. Mẹ của bé mới sanh thì ngày hôm qua. Vậy hả? Dạ. Bé Nguyễn Thị Kim Phượng. Kim Phượng. Nguyễn Thị Kim Phượng. Bé này là bị ung thư xương cưa mắt một chân. Nhưng hiện tại tình trạng bé rất là nặng. Nha con. Mau hết bệnh về nha con. Nó mệt đó cô. Nó mệt rồi thôi mẹ. Bé nó mệt rồi thôi chị. Đừng có. Bé Quỳnh Ngọc Thùy. Bé Thùy này bị ung thư máu nha cô. Mau hết bệnh về nha con. Bé này ung thư máu 5 năm rồi đó cô. Bệnh rồi về. Bé Lê Võ Tuyết Đan. Tiết Đan này cũng ung thư máu hả cô, 5 năm rồi. Ôi, kiếm bông đà bạc con hả? Lấy cái bịch kia con. Bé Cát Tường. Bé này ung thư máu rồi cô. Rồi, mau hết bệnh về nha con. Dạ, mau hết bệnh về nha. Bé Nguyễn Lê Trúc Giang. Dạ, bé này ung thư xương. Mà lúc mới sanh là bé đã bị bệnh đau. Bé rồi, Giang, mau hết bệnh về nha con. Cho bà xem được không? Cảm ơn bà đi. Rồi, cảm ơn. Bé bị bệnh đau. Rồi sau đó bây giờ là bị ung thư xương. Mau hết bệnh về nha con. Thôi vậy được rồi, con điện hơi nhiều. Nhiều quá. Được. Được rồi. Bé Nguyễn Thành Đạt. Rồi, Nguyễn Thành Đạt này bị ung thư máu rồi cô. Dạ, cho con mau hết bệnh về nha. Bé Tống Mỹ Anh. Rồi, bé này bị ung bệnh về. Bị ung thư não 10 năm rồi đó cô. Dạ, mau hết bệnh về nha. Bé Đào Đức Phúc.
Đào Đức Phúc này cũng ung thư xương, cưa mất hết một chân rồi cô. Dạ. Sao không cho ngồi lên cái xe là đẩy? Nhiều khi nó không ngồi, nó không chịu. À. Dạ. Rồi mau hết bệnh về nha con. Dạ con nha. Rồi. Rồi chào con. Không giỡn với mình đó. Bé Nguyễn Hoàng Thận Thắng. Thận Thắng này cũng bị ung thư não. Rồi mau hết bệnh về nha con. Cảm ơn cô. Mau hết bệnh về nha con. Cảm ơn cô. Bé Phạm Nguyễn Tiết Anh. Tiết Anh này cũng ung thư máu nha cô. Bé Danh Quỳnh Trấn Phong. Danh Quỳnh Trấn Phong mày bị ung thư máu. Gỡ khẩu trang mẹ coi ơi. Chào con tên gì? Con tên Quỳnh Trấn Phong. Con nhiêu tuổi mau hết bệnh về nha con. Con bị bệnh gì? Bệnh gì? Nó bị ung thư tinh hoàn. Ba còn ba đứa, ba bé. Dạ. Còn con bé Lưu Văn Quyết. Chắc vô bên ấy chị. Lưu Văn Quyết là bị ung thư não. Nè con. Nè em cầm giùm. Rồi mau hết bệnh về nha con. Mấy đứa gì bệnh chứ nó mệt. Nha. Dạ nha. Là coi như là còn hai, hai bé này là chắc chắn là nó không ra được lý do. Vậy là thôi gửi con đi, gửi cho con này. Rồi cảm rồi. Ơn tụi con nha. Ok bye bye, thank you. Để, à, rồi dạ, từ từ đi, từ từ đi, sao chú vô trong cái nhà lưu trú rồi để, bye để, con chia sẻ cho bạn này chút xíu nhiều đó không. Tại vì hồi nãy con nói với chú bây giờ tôi tiếng Việt nhiều. Dạ. Nó nhìn ta, nó đi cũng sao đâu. Rồi có dịp gặp lại. Nó vô coi. Hôm nay là người ta sửa cửa nè, người ta lấy nhà đó. Dạ. Chú được phải ông Vinh. Nó muốn nói, chị nói đây là nó muốn. Muốn vô hả? Dạ. Đi đi. Cho con mượn cái mic cho con. À lấy cho con. Để cái này của ai. Đây à. À, xin giới thiệu với mọi người á, đây là con trai út của chú Vân ha mọi người. Bạn này thì đi cùng ba mẹ một hai lần thôi. Đi em, đi anh dẫn vô cho. Nè cô trao lại cho bé này đi, nó mới về tới. Rồi, cho con nha, mau có bệnh con đi nè. Bé này đang bị ung thư gan. Cắt bỏ hết một lá gan rồi đó cô. À, mấy lá cắt bỏ hả? Dạ. Bị ung thư gan. Còn đây là cái căn nhà miễn phí, có nghĩa là miễn phí cho những cái bệnh nhân hồi nãy ở là ở Phi á ở đây, nhưng mà tới khoảng gần trên 10 người ở là nhiều lắm. Nhiều người lắm, nhỏ gì đó. Đi vô anh dẫn cho. Vô coi. Là tối là phải ngủ ở đây luôn. Tối ngủ ở dưới vậy đó. Rồi sinh hoạt là chung hết luôn vậy đó. Ăn uống đồ là ở đây hết. Đó, mấy đứa nhỏ. Đó. Còn đang làm tranh đó. Em thấy không? Đang làm tranh đó. Cái đó là làm để mà kiếm tiền thêm á. Kiếm tiền thêm để mà mua thuốc cho con uống. Đó. Hai đứt dây không bạn? Sao bạn cầm dây đó bạn? Còn mấy đứa nhỏ là bị ung thư. Tội ha. Kiểu bạn nó lấy cái kim tới này rồi. Nó ăn uống rồi nó ăn dứt. Cái bé đó không có thấy được. Lấy con đi nước ra đi. À, trước khi kết thúc cái video này đó, thì cũng chia sẻ với mọi người là chắc cái thời gian ngắn nữa thôi, ít hôm nữa thôi thì chỗ mấy đứa nhỏ này sẽ trả lại cho chủ nhà. Nên là sẵn là em hỏi chị Bình luôn nha, là bây giờ mấy chị em có kế hoạch gì chưa, hay là mai mốt là mạnh ai nấy muốn ở? Nói chung trước mắt thì không có chỗ để nghỉ chân cho các bé đó em, thì chắc chị em mạnh ai nấy ở. Rồi giả sử sau đó có cái nhà rồi á, cái nhà mà Mạnh Thường Quân hỗ trợ nữa đó, thì sẽ gom về. Là có Mạnh Thường Quân nhưng mà họ chưa có lên kế hoạch chính xác hay sao?
Nói chung bây giờ chỉ hỏi thôi, chưa có gì hết. À, chưa có gì hết. À, trước mắt là phải là mỗi người mỗi nơi rồi đó. Đúng rồi em. Rồi sau này giả sử có một cái nhà lớn hơn thì các bé này về ở và mình có thể mình mời thêm những cái bạn bệnh nhân khác nữa về cùng ở luôn. Dạ dạ. Rồi có những cái thông tin gì về chỗ ở của mấy cháu nhỏ thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho mọi người. À, một lần nữa thì cảm ơn cô chú anh chị gần xa đã theo dõi. Một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại ở lần sau.